Chào bà con, ngày hôm nay mình theo đứa cháu tới nhà một đại gia đó để sơn cánh cửa. Sơn cánh cửa thì bây giờ mình có cơ hội để đi làm việc ở tại Việt Nam. Và ngày hôm qua thì bên hải ngoại đó cũng gọi cho mình, họ nói liên lạc với mình để đi làm, nhưng mà chịu thua thôi. Hiện tại giờ mình đang ở Việt Nam, thành ra muốn đi nhưng mà không được. Thì hồi trước khi mình đi á, thì ông Cai đó, ông boss, ông Cai, ông có nói tháng 8 là mình sẽ làm trở lại. Nhưng mà bây giờ thì chịu thua thôi, mình đang ở ở Việt Nam á, thành ra mình không có thể đi được. Thì tháng 10 bắt đầu đi về thì không biết khi mà mình trở về nó còn cho mình công việc hay không. Thì kệ nó, tới đâu hay tới đó bà con ha. Thì hiện giờ mình theo đứa cháu tới đây, tới nhà đại gia này thì mình có chút xíu công việc làm ở ngoài cho nó quay qua, cho nên giảm bớt thời gian đỡ nhàm chán. Thì mình vô đây bắt đầu mình cũng làm với đứa cháu. Đây là nhà của một người đại gia ở Việt Nam, họ làm cái căn nhà yến đây, cũng đẹp gái quá chừng đi. Có cả cúng nải chuối đi nè, cúng nải chuối để dâng cho Chúa và Đức Mẹ đây. Rồi cũng có ghế xanh, ghế gì, ghế dựa này để tăng nghỉ ngơi. Thì hôm nay người ta giao nhà cho mình để mình sơn sửa được chút nào hay chút đó. Thì đây cái khách gian nhà không gian ở nhà yến. Thì ở đây người ta có hai phòng để người ta nằm ngủ ở đây để chăm sóc mấy con yến này kia đó. Rồi mình tham quan cái này coi sao, hôm nay họ cho mình thoải mái thì mình cứ thoải mái mình đi coi thế nào, cái xây dựng ở Việt Nam như thế nào. Đó là cái bồn tắm này, bồn tắm rồi con thoi là, là cái thoi này này là hay cái đó là nước nó lên rất là cao, thật ra khi mà đi về thì không có bị vướng. Ở hải ngoại hôm đó mình đáp một cái mấy gái đó, ở nhà đó, cái người thầu họ ráp cái bồn cái nước nó sâu quá, thành ra khi mà đi nó bị vướng. Thì cái hiệu gì đây, hiệu bê dịch, hiệu bê dịch bà con. Thì cái loại này thì tương đối nó cái số lít nước đó thì nó cũng ngang với bên hải ngoại, nhưng mà được cái nước đắng bồn này nè thì nó nâng cao lên đó, thì khi mình đi đại tiện thì nó không có bị dơ cái bồn, nó bị dơ cái bồn thì là rất là thoải mái. Khi mà mình bấm nước thì coi sao. Nước trục trặc bên trong không xuống thì cái kia cái bồn rửa mặt thì người ta không có làm cái tủ giống như hải ngoại. Rồi để cái chỗ thoát nước. Còn cái phòng tắm này ha, cái phòng tắm này cũng khá lắm mà, cũng đâu thua gì hải ngoại đâu. Nó cũng làm giống như hải ngoại thôi. Rồi tay vặn thì nó coi lúc ở trên ba cái xả, một cái xả xuống dưới này, bốn cái xả luôn nè. Có một cái tay để bạn không nè, bạn đưa nước không. Rồi một cái thì ở trên tắm thì cũng xả ra, rồi nó chạy thẳng lên trên bên trên cái sinh cái thao đó, thì nó tỏa ra xuống dưới đó. Cái sao này, còn cái sao nhỏ này thì có thể cầm tay, là coi như cũng rất là khá. Nhưng mà có một cái đặc điểm đó mình không thấy ở đây người ta làm cái
cái chỗ thoát nước. Mình không thấy người ta làm cái chỗ thoát nước đây. Ví dụ đến đây có một cái, nhưng mà người ta đã bịt lại và không có chỗ thoát nước đây. Như vậy cái này không có. Như vậy là ở Việt Nam người ta làm hơi khác so với hải ngoại. Như vậy là nước sẽ chảy vô đây. Nước sẽ chảy vô đây các con. Ok. Rồi như vậy là hai phòng này đều liên quan tới nhau. Bây giờ xài chung hai cái thằng master hết tất cả. Ok, mình tắt đi, có ai gọi cho mình nè. Để mình ra mình coi thử coi. Bây giờ đứa cháu nó tới đây. Tới nó mua đồ nó tới đây. Ok, bay và con nhang mình coi chút xíu vậy thôi. Thì mình cũng lỡ quay cho nó hết chút chút. Thì đám này cái cầu thang lên trên lầu. Lên trên lầu nhà Yến đây, này kẹt quá, nó đang gọi. Đang gọi thì lấy cái lên trên lầu thì cái đứa đang gọi thì nó mình quay cái bà con hết không được. Cái này cũng phần thoi lạc ở đây. Phần thoi lạc ở đây. Rồi cũng có phòng tắm nữa, cũng như vậy là không gian tắm ở đây. Coi như người ta làm không có làm cái kiếng đó. Không có làm cái kiếng thì là như cái tắm cái nước nó nước có chảy ra ướt hết. Cứ thế thì ở Việt Nam họ đi dạng vẽ kiểu như thế này thì không biết nó có như thế nào thì mình thấy mình phân biệt thì cái hai cái nó khác nhau. Hải ngoại người ta làm cái gì cũng phải gọn gàng, nước non chỗ nào cũng riêng biệt hết đều để không bị ướt hết, không gian ướt. Vấn này có sao đây, cái tắm tắm rồi sau này thứ hai thứ ba thì cái này thì cái hệ thống toilet này nó khác chút xíu, khác với thằng bên kia. Thằng này thì nó nước nó ít hơn, nước nó chứa ít hơn. Nhưng mà cũng không ở cái phòng tắm đây này người ta đây không có, làm gì làm sai cách rồi. Coi là cái cửa tắm á, cho nên người ta lại ngăn toilet, ngăn cái toilet thành ra nó thất cách, nó sai. Rồi khi mà tắm một cái tắm này tắm mà tắm thì nó đầu nó ướt ở đây, mình đi ra hơi bị ướt. Thì nó hơi đáng lẽ là cái phòng tắm mình ở trong này rồi thôi lại đứng ngoài thì nó đúng hơn, nhưng mà người ta làm sai thì chút xíu đó. Thì là cái này ngăn cái này đồ ăn ngăn thôi lại tắm thì mình cần ngăn cái phòng tắm để khi mình tắm nước nó không văng ra ngoài, mình đi nó không bị ướt. Hai cái nó khác nhau. Đám này người ta cũng không làm cái ống thoát nước, người ta chỉ làm thoát nước ở hông đây, thì nó hơi cái nó khác nhau chút xíu. Rồi đây cũng có nhiều phơi quần áo, mặc quần áo để bà con. Ok, đại khái vậy thôi nha. Nhà người ta này mình vô mình tò mò về nó, người ta biết người ta chửi chết rồi. Kệ nó đi, dân tò mò thì đi đâu cũng thích tò mò vậy, muốn nó lên trên nhà Yến nhưng mà cả bà nó thôi chịu thôi. Đứa cháu nó mua đồ đang chờ. Ok. Chút xíu nữa còn cái bếp nữa ha. Cái bếp này thì người ta cũng làm một cái tủ giống như vậy, nhưng mà mình thấy nó thấp hơn so hải ngoại, thấp nhiều. Này cũng có bồn rửa này, cái đoạn hai bồn rửa. Thì nói chung thì cái nó không có xô gì hải ngoại đâu, nhưng mà trên này người ta thấy không cần thiết để làm cái tủ ở trên đó, thời gian người ta không có làm. Và làm cái tủ ở dưới đây, coi như không gian cũng rộng rãi quá chừng đi, nhưng cũng đã lắm. Coi như vậy, coi như người ta ở đây ta để chăm sóc mấy con Yến này cái nọ đó, coi nhà coi cửa thôi. Rồi ok, rồi mình quay ké người ta chút xíu vậy để mình biết được cái sinh hoạt của dân ở Việt Nam như thế nào đó. Bây giờ mình tạm thời mình ngưng máy nha.